thưa quý vị, về không khí ngày lễ Phật đản tại California thì ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại thành phố sa mạc, thành phố Adelanto, tức là cách vùng Lido Sài Gòn khoảng hơn 1 giờ rưỡi lái xe. Tại đây như quý vị thấy bên trong chánh điện, Hòa thượng Thích Đăng Pháp, viện chủ Thiền viện Trân Nguyên, cũng như là đặc biệt có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana, đang cử hành những cái nghi lễ mừng ngày lễ Phật đản. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 2017, chân cao cả mà quý vị đã thấy các chùa với các thầy đã nói về tiêu sư của Đức Thích Ca. Ngài đã từ bỏ vợ đàn con khôn và từ bỏ cả ai vàng để dẫn thân vì đại sự nhân viên là cứu khổ chúng sanh. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Hôm nay chúng ta ngồi đây hướng được cái khó trí tuệ vô giá của người, chúng ta phải hãnh diện, chúng ta phải tự hào và chúng ta phải đi tới ngày khai phóng cái giá trị tuyệt đối về trí tuệ cho chúng ta thừa. Đó là về trên phương diện khoa học, phương diện cứu khổ. Ngài nói như thế nào? Ngài đã dạy cho chúng ta, Ngài bảo rằng tham sân si là ba cái khổ, ba con rắn độc đưa chúng ta vào trong sinh tử luân hồi. Có ai tham mà sung sướng không? Được cái này thiếu cái khác, vẫn tham như thường, được một đồng muốn hai đồng, được hai đồng muốn ba đồng. Sân khi quý vị nóng giận lên, khuôn mặt của vị đối khác, tất cả những cái nét hầm lên xấu xí, những cái dầm ngờ làm thay đổi luôn các khuôn mặt. Có nhiều người đứt gân máu mà chết, cũng như si, đó là thầy là sân, bây giờ là si. Si là cái khổ vô cùng tận của kiếp người. Nhưng mà cũng một lần nữa chúc chư tôn đức tăng ni nhân mùa Phật đản vào đỉnh 2561. 61 là niên lễ kia, 61 là khi ngày 80 tuổi ngày thị tịnh, còn 2641 là năm sinh ra, tức là lấy cái phần là cộng thêm 80 tuổi là nó ra con số 2641 là ngày sinh, ngày đã sinh. 2561 là theo phần lịch là ngày hôm nay. Một lần nữa chúc tất cả quý vị Phật tử đồng hương, quý vị truyền thông báo chí, quý vị thiện trí thức cũng như là quý vị đạo tâm thường lui tới, thường giúp đỡ cho từng đoàn thiện tăng pháp và thiện chủ thiện nhân viên mình làm xong cái thiền viện này. Thì quý vị biết là tuổi thiện đoàn tăng pháp là tuổi mọi người như vậy, đâu phải làm chùa để ở tăng pháp, đấy là phải làm chùa để hướng đó, làm gì cho các thế hệ mai sau, làm gì phát triển Phật giáo hay mọi chứ mình có chùa sao nó nghe được cái như mình không có chùa lớn, không có thiền viện lớn, không có cơ sở gì lớn, làm sao mà nắm nó với các Phật tử các tu sĩ này. Thưa thầy, ngày xưa khi mà Đức Phật xuất gia đó thì cũng muốn tìm cái con đường giải thoát cho chúng sinh. Thì ngày nay thì thưa thầy, phải nói là cuộc sống rất là bận rộn, nhiều cái cám dỗ, thì con người ta phải làm sao để mà có thể mà cũng được giải thoát như Đức Phật, thưa thầy? Vì Đức Phật đã thấy trước mọi điều như vậy, cho nên Đức Phật đã nói một câu là tùy thuận chúng sanh mà độ,
tùy theo quốc độ mà độ, cho nên để tất cả độ cho cả chúng sanh hoặc là tùy theo quốc độ đều là phương tiện để đạt đến cái cứu cánh mà thôi. Thưa thầy, ngày hôm nay thì trong ngày lễ thì Phạm Khanh còn thấy có sự hiện diện đặc biệt của thầy Thích Quảng Thành, viện chủ chùa Bảo Quang từ thành phố Satana đến, cũng như là rất là đông các sư cô và con đồng hương ở đây. Thì xin thầy cũng có vài lời với những vị khách mời đặc biệt này, thưa thầy. Dạ, mô Phật. Thầy đại diện cho Thiền viện Chân Nguyên và các chư tăng chư ni cùng gửi đến thầy Quảng Thanh với tất cả tấm lòng biết ơn của thầy và các chư tăng chư ni, dù đường ngày xa xôi nắng cháy như thế này vẫn tới giữa cái ngôi chùa giữa sa mạc hoang vu này mà dự cũng như là chia vui với ngày trọng đại của Đức Thế Tôn với Thiền viện Chân Nguyên. Điều đó cũng nói lên trọn vẹn lòng cảm tình của các chư tăng chư ni và Phật tử đối với Thiền viện Chân Nguyên. Và thưa thầy, ngày hôm nay con đến thì thấy Thiền viện Chân Nguyên phải nói rất là khang trang rồi, nhưng mà tất nhiên là cũng còn nhiều việc phải làm. Thì thầy có thể cho biết rằng là trong năm nay 2017 thì những cái công trình nào hoặc là những việc gì mà thầy đang để tâm đến để mà có thể mà xây dựng để mở rộng thêm cho cái nơi sinh hoạt về Phật giáo đó, thưa thầy? Dạ, thưa quý đài, thưa tất cả cái vấn đề Phật sự thì nói nếu mà thành tựu hoặc là chấm dứt thì chưa bao giờ toại nguyện được của một người phục vụ cho đạo pháp. Vì làm Phật sự thì chuyện này xong thì chuyện khác nó ra. Mình muốn cải tiến và muốn xây dựng một thiền viện có tầm vóc thì đòi hỏi sự cố gắng của chư tăng và của chư ni cũng như Phật tử thuộc thiền viện đã đóng góp, đã trợ duyên cho thiền viện trong những năm qua, tạo thành một ngôi thiền viện giữa sa mạc có hoang vu mà nguy nga tráng lệ như thế này. Điều nói này cũng nói lên niềm tin của chúng ta đối với Phật giáo nói chung và các người con Phật nói riêng. Như vị thấy thì đặc biệt trong cái ngày lễ Phật đản ngày hôm nay tại Thiền viện Chân Nguyên xa xôi này có sự hiện diện rất đặc biệt của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang thành phố Satana. Thưa thầy, duyên nào mà đưa thầy từ một nơi xa xôi đến đây để mà chung vui với bà con Phật tử, thưa thầy? Cảm ơn Phạm Khanh, cảm ơn quý vị khán giả đài Lý Đô Sài Gòn TV. Đây là Thượng tọa Thích Đăng Pháp, viện chủ Thiền viện Chân Nguyên yêu cầu. Đây là yêu cầu mà có một vị thầy chức sắc để mà chứng minh trong lời. Cái sự hiện diện và cũng như là chứng minh của thầy ngày hôm nay sẽ mang đến cho bà con Phật tử cũng như là tất cả bà con đồng hương ở đây một cái niềm vui rất là lớn. Thưa thầy, thì xin thầy cũng có đôi điều trong cái chương trình lễ Phật đản ngày hôm nay cũng như là ý nghĩa của ngày lễ Phật đản, thưa thầy. Dạ, ý nghĩa ngày Phật đản là chúng ta thể hiện một cái gì đó nhân ngày Phật đản. Đức Phật từ cung trời đảo xuất đến trần gian này là vì phục vụ chúng sinh, vì cứu độ chúng sinh. Thì chúng ta ở có mặt trong trần gian này cũng vậy, vì chúng sinh mà thể hiện chia sẻ tất cả những gì mà khổ đau, tất cả những gì mà có thể làm được mà cứu vớt khổ đau, tất cả những gì mà chia sẻ được, nó mang một ý nghĩa là mình làm xoa dịu cái vết thương hoặc là phục vụ hòa bình cho thế giới. Thưa quý vị, đây là anh Phổ Nghĩa. Phải nói ngày hôm nay thì phải anh rất là vất vả để và điều hợp cho cái chương trình lễ Phật đản này. Thì anh thấy hôm nay bà con đồng hương lên rất là vui, có thầy Thích Quảng Thanh từ Satana đến nữa. Cảm thấy như thế nào, thưa anh? Thưa anh Phạm Khanh cũng như thưa tất cả ban giám đốc của đài Liên Đoàn Sài Gòn TV, rất là vinh dự. Mà anh Phạm Thanh này thì rất là quen thuộc với Thiền viện Chân Nguyên mỗi lần lễ. Hôm nay thì lễ Phật đản phải công nhận rằng là được nhờ sự quan lâm của chư tôn thiền đức tăng ni ở khắp nơi về đây. Có những vị từ ở tiểu bang khác về, rồi đồng hương Phật tử là cũng trên cả ngàn người. Thành ra là Thiền viện Chân Nguyên có được cái là tất cả mọi Phật tử các nơi đều biết. Thành ra quý vị thấy rằng lễ Phật đản này mặc dù ở nơi sa mạc xa xôi nhưng mà quý Phật tử cũng đã đến đây rất là đông đảo, có thể nói là trên cả ngàn người. Và đặc biệt là nhờ cái chương trình này là nhờ bên cái hệ thống đài truyền hình và nhất là đài Lý Đô Sài Gòn TV cũng đã thường xuyên
giới thiệu cũng như phổ biến những cái sinh hoạt của Thiền viện Chân Nguyên. Thì thay mặt cho Thầy Viện Chủ Thiền viện Chân Nguyên cũng như là anh chị em trong đạo tràng Thiền viện Chân Nguyên, chân thành cảm niệm công đức trước tiên là của các chư tôn thiền đức tăng ni đã hỗ trợ từ bao năm nay, thứ hai là toàn thể Phật tử và nhất là ban giám đốc của đài Lý Đô Sài Gòn TV và nhất là anh Phạm Ranh là người rất là gần gũi với anh em chúng tôi trong những lần lễ. Thành ra là một lần nữa thay mặt cho đạo tràng Thiền viện Chân Nguyên kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Bồ đề tâm kiên cố, Phật sự chóng viên thành, và kính chúc toàn thể chư Phật tử cũng như ban giám đốc của đài Lý Đô Sài Gòn TV có được một mùa Phật đản an lạc và thịnh vượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.